I got him out of the barren pit. I couldn't stun her. No, I think that's my W that you guys are seeing. Oh, nice try.
Dude, this animation, this auto animation is actually so fucking good. Whoa, guys! What the? Oh, I have to heal you and I have to climb. Wait. Where am I? Wait, where's Danny? He's in this! Danny's in this! Oh! Hey, kill his ass! You just disappeared! I'll scan his ward at least for some HP. Oh, fuck. Big ammo. Oh. Okay. Tiếp nối video ngày hôm nay chúng ta có gì nào? Xóa bỏ lỗi lên đồ khả thi duy nhất của đấng, Riot Games bị fanboy Yasuo chỉ trích nặng nề. Tiền mùa giải 2021 đã và đang mang tới rất nhiều lối chơi độc đáo cho Liên minh huyền thoại. Nổi bật trong số đó là phong cách Yasuo, Yone không cần đòn đánh chỉ mạng cùng cuồng đao. Nền tảng của lối chơi này là dựa trên hiệu ứng tăng gấp đôi tỷ lệ chỉ mạng từ nội tại của Yasuo, Yone, kết hợp với khả năng cung cấp sát thương trên đòn đánh dựa theo chỉ số chỉ mạng của cuồng đao. Tóm lại thì phong cách này giúp Yasuo, Yone gây sát thương lớn và ổn định hơn hẳn. Điều đáng nói ở đây đó là hai anh em kiếm khách kia không có lối lên đồ hiệu quả nào khác bởi nhóm trang bị chỉ mạng thuần túy giờ quá tệ. Thậm chí món đồ trấn phải của Yasuo Yone là ma vũ song kiếm cũng bị tước luôn nội tại tạo khiên ở tiền mùa giải 2021. Tới khi Riot Games quyết định loại bỏ luôn phong cách lên cuồng đao ở bản 10.24 thì những fanboy Yasuo không thể nhịn được nữa và lên tiếng chỉ trích nặng nề cha đẻ của Liên minh huyền thoại. Cụ thể như sau, đội cân bằng của Riot lại làm thế với chúng ta rồi. Xin lỗi vì nói hơi nhiều, nhưng để tôi vào thẳng vấn đề. Riot thay đổi hoàn toàn ma vũ song kiếm, món đồ đấu tay đôi tốt nhất của Yasuo bằng cách tước bỏ hiệu ứng tạo khiên và nó đã trở thành phế phẩm. Sau đó họ phá hoại luôn chỉ số chí mạng khi khiến Yasuo phải có 3 đồ thì mới đạt đến 100% chí mạng. Họ cũng làm lại vũ điệu tử thần và biến nó chỉ còn hữu dụng khi đối đầu với nhiều tướng sát thương vật lý. Họ để lại chúng ta lối chơi hữu dụng duy nhất là cuồng đao. Giờ đây khi bản 10.24 ra mắt và Riot xóa sổ luôn phong cách này, chúng ta chẳng còn gì cả. Nỏ tử thủ và vô cực kiếm tổng cộng có giá 6.800 vàng và chỉ cung cấp 80% chí mạng cùng lượng sát thương cực kỳ thấp. Thành thật thì tôi ghét cay ghét đắng cái nỏ tử thủ. Nó giống như việc bạn bị ép phải lên món đồ thứ 3 là đồ chí mạng vậy, chút may mắn khi phải đối đầu với sát thủ ở đường cánh. Thậm chí với tình trạng snowball mạnh như hiện tại, game có thể kết thúc khi bạn chưa lên xong đồ thứ 3, kể cả khi bạn lên được món đồ thứ 3 bằng một điều thần kỳ nào đó. Yasuo vẫn quá phế vì yếu máu và cực kỳ dễ chết. Tất cả chỉ số hút máu, hồi máu không có ý nghĩa gì với meta toàn sát thương như hiện giờ. Tôi chẳng muốn nói gì tới bốc vô nghĩa ở bản 10.23 đối với lượng chỉ mạng bị thừa ra.
Tóm lại, chí mạng bị khai tử, đấu tay đôi thì quá yếu, sống sót cũng chẳng nổi. Cùng đao là lối chơi tạm ổn duy nhất thì cũng bị xóa sổ nốt ở bảng 10.24. 3 trang bị với 100% tỷ lệ chí mạng chẳng có ý nghĩa gì khi bị bốc hơi chỉ trong vòng 2 giây. Cảm ơn Riot, các ông đã thành công trong việc ép chúng tôi chơi tướng khác. Chờ tới bảng sau rồi đó. Với những update của bảng 10.24, việc xây dựng Yasuo và Yone theo hướng cuồng đao đã không còn khả thi nữa, bởi lượng sát thương cộng thêm từ món đồ này chỉ còn một nửa mà thôi. Một phần hiệu ứng của cuồng đao là tướng không còn khả năng tung ra đòn đánh chí mạng. Nếu bạn cố build theo hướng này, sát thương sẽ cực kỳ thấp. Yasuo quay trở lại với lối chơi chí mạng truyền thống thì càng dở bởi nhóm item này hiện đang quá yếu. Bị nớp đủ thứ từ chí mạng, ma vũ song kiếm tới cuồng đao. Quả thật, Yasuo giờ đây chẳng có nổi một lối chơi hiệu quả. Có lẽ fanboy của Đấng đang là những người đau khổ thứ hai, chỉ sau người chơi xạ thủ tại tiền mùa giải 2021 này. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh mình nha!